đảo xa mây mong sóng về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay nối trọn Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh ngời bổng xoay... voice đào tạo nhà hoạt động độc lập hay đào tạo những con rối của Mỹ từ đầu tháng 6 năm 2019, tổ chức Voice đã liên tục quảng bá đợt tuyển sinh cho khóa học xã hội dân sự lần thứ 10 của họ. Như trong những đợt tuyển sinh trước, mỗi năm diễn ra một lần voice quảng bá cho học bổn toàn phần này bằng bài viết của những người từng tham gia khóa học những bài viết đó chủ yếu xoay quanh ba thông điệp thứ nhất họ mô tả khóa học như một cơ hội để trở thành nhà hoạt động xã hội chuyên nghiệp dành cho những người muốn đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề chính trị xã hội của việt nam dù trong thực tế đây chỉ là khóa đào tạo nhân sự cho các tổ chức chống chế độ đang khoác vỏ bọc xã hội dân sự Thứ hai, họ mô tả khóa học như một cơ hội để đổi đời, để được đi nước ngoài trong những vị thế sang chảnh. Từ sang Âu, từ sang Âu Châu vận động nhân quyền, cho đến sang Úc làm việc trong văn phòng nghị sĩ. Thứ ba, họ mô tả Voice như một môi trường làm việc tự do, nơi các thành viên luôn tôn trọng, ủng hộ, giúp đỡ nhau. Đáng tiếc, những dòng quảng cáo nêu trên chỉ phản ánh phần nội của tảng băng Voice. Vì trên đời không có gì miễn phí, chẳng ai bỏ tiền cho bạn đi du học, ăn, ở, du lịch nước ngoài từ 6 tháng đến 2 năm chỉ để bạn trở thành một nhà hoạt động xã hội thuần túy, độc lập và hợp pháp. Theo thông tin mà các tờ báo công an nhiều lần đăng tải, khoa huấn luyện của Voice là một dây chuyền sản xuất các tổ chức chống đối nhà nước, lúc dưới vỏ bọc hoạt động xã hội, phong trào xã hội. Voice nhận tài trợ từ quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ Mỹ, viết tắt là NED, một tổ chức có quan hệ với CIA và chuyên phân phối tiền của chính phủ Mỹ cho các cuộc cách mạng đường phố để lật đổ các chính thể không thân Mỹ trên khắp thế giới. Vì vậy, học bổng của Voice sẽ không biến bạn thành một nhà hoạt động xã hội chuyên nghiệp và độc lập. Nó chỉ biến bạn thành một kẻ lợi dụng các hoạt động xã hội để chống nhà nước Việt Nam và lệ thuộc hoàn toàn vào các nguồn quỹ của Mỹ. Trong khi Voice phất ngọn cờ thay đổi xã hội, bản thân Voice không được xây dựng bởi một người có nhân cách đàng hoàng. Các bạn có thể search Google để tìm hiểu vụ trịnh hội giả mạo vợ cũ Nguyễn Cao Kỳ Duyên để gửi email kêu gọi chúng chính quyền, hay vụ Nguyễn Thanh Tú vạch mặt trịnh hội tham nhũng. Dù vậy, quảng cáo của Voice cũng có một điểm trung thực. Đúng, là các thành viên voi rất đoàn kết với nhau, từ trong hoạt động đến việc giấu phốt